đây có cây lựu trái quá. Ủa đâu, lũi đâu vậy? Đây, đây có cây lựu trái ghê không? Lựu gốc này thôi mà trái. Bại đi, bại đi. Xin chơi. Bại đi. Không có bại, mình còn lấy lựu ấy có đăng quang mình người. Người Phật tử ở Thuận Thành trung hiếu mà. Cái tay thò rõ ràng. Bại bại. Trái quá chừng luôn ha. Vô chừng nè, đó. Đó, thò chụp hình. Chụp kỹ. Thò chụp vậy mới gọi là hết mình về nghề, về nghệ thuật. Cho cái hình này nó lên YouTube là người ta kiếm ông đó. Đó, thấy cái nóc chùa rồi. Đây, chùa qua bên sao mà đậu xe rồi bước xuống bước ra. Đây nè, chỗ đậu vô luôn hả? Đây. Người xa thích đi ra tới rồi ra nó ưu tiên mình lắm, có người đến đón mình đưa đầu xe. Ủa ta xếp hàng làm gì? Ăn cơm. Ồ. Ăn cơm chùa. Ồ. Ăn cơm chùa, đúng nghĩa cơm chùa. Alo. Xin chào các mới đại gia đình mới yêu của Hiện Chờ Chờ Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, trưa ngày hôm nay Hiển với gia đình của bạn Thế Tài đang đến tại cái ngôi chùa Quang Minh Mê Bình đó. Thì ngày hôm nay Hiển giới thiệu mọi người cùng vào chiêm bái cái ngôi chùa lớn nhất ở tại tiểu bang Victoria này. Mình sẽ đi review hết cái khung cảnh của ngôi chùa và đây ông này cũng có quen với ông trụ trì trong chùa nữa. Coi trọng trọng bữa nay người ta có cơm gạo thôi. Cửa chùa này lúc nào cũng rộng mở thôi, tí chủ tính. Mời nha. Mời đại gia đình cùng theo chân Hiển với Tài. Mình vô lễ Phật đi ha. Rồi mình nói đi ra phía sau. Giờ mình đi lên chánh điện đi đường này hay đi đường này không? Này. Đi đường ok. Không thì mọi người ở chánh điện dưới. Cái này là chánh điện lớn ở trước. Còn ở dưới có mở không? Không mở thì mình đi cửa sau. Là cái ngôi chùa này ổng có nhiều cái miếng ngói trên nóc lắm. Tại vì mỗi một người mua ngói đó rồi mình gửi lại cho chùa đó để chùa xây dựng. Mô Phật không để đôi giày đây, hồi ra con còn đôi giày cho con em. Ngộ lắm các bạn, những người Phật tử mà khi bước chân vào cái ngôi chánh điện tự nhiên thấy cái tâm hồn mình nó mát, nó khỏe lắm. Cái đó là không phải là mình dị đoan, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Tự nhiên thấy cái tâm mình nó vui lắm. Thì xung quanh chánh điện thì Hiển thấy quý thầy cô cũng sắp những cái bức tượng của những vị Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, rồi Ma Phật Ma ra. À cái này cái câu kinh mà câu kinh của chú Đại Bi. Của chú Đại Bi. Qua wow, cái đại hồng chung. Ở đây có chữ nè. Có nhiều người họ viết tên, họ dán lên để mà họ cầu phước. 1999, Phật giáo Việt Nam. Tại chúng tôi ra Úc Đại Lợi. Quang Minh Dạng Phật tử Khai Sơn Tông Tông Trường. Những cái trống như thế này là khi mà là hành lễ, quý thầy hành lễ đó thì những người họ sẽ đi chuông trống cộng. Cái này có một cái nhà hàng ta cũng. Những cái tháp như thế này là để gieo duyên. Ai mà có làm ăn hay là mua bán gì đó thì mỗi một người cúng dường một ít tịnh tài hay là bao nhiêu đó thì sẽ được một cái này để mà mình để lên để cầu phước cầu may. Bây giờ đi đâu? Bây giờ xuống chánh điện như này nè chứ. Chánh điện đi xuống chánh điện ở dưới phải không? Đó, già vẫn còn nguyên đây. Mình ở đây chứ Việt Nam là chưa chắc gì còn à. Đi chùa ra cái mô Phật bây giờ con vẫn còn. Rồi. Là các bạn thấy chùa Quang Minh này lớn nên nó phải có thang máy cho mấy người lớn tuổi, rồi khi họ đi lên đi xuống bất tiện họ đi thang máy. Mấy em 19, 20 thấy bất tiện đi thang máy luôn. Mấy ông già 60 mấy 70 thì đi bộ ha.
chùa này á theo cái hệ thống của cái tổ đình tổ đình Phúc Huệ ở trên Sydney. Nó là ngày xưa thầy gì trên thầy ông thầy tên điều vậy mà thầy ở trên đây á Thích Phúc Huệ. Phúc Huệ họ đã có khắc cái tên là, ở trong là, cái là thầy đây là hệ thống tổ đình Phúc Huệ đó là hệ thống chùa đó của tổ đình Phúc Huệ. Thầy Thích Phúc Tấn phải không? Có nghĩa là thầy ở đây đệ tử của Hòa Thượng Phước Huệ. Ở đây có trường Diễn Ngữ luôn nha các bạn. Đó. Cũng giống như ở Sydney mình có cái chùa Tổ Đình Phước Huệ ấy, cũng có lớp Việt ngữ để dạy cho mấy em tiếng Việt á. Để không nó sống đây lâu năm quá nó quên hết. À, các bạn nhìn thấy cái hình tượng Phật Thích Ca với cái mẫu hình là Phật Ngọc hồi xưa năm 2010 như 2010 hay bao nhiêu đó cũng cái người nào đó có mua được cái khối đá rồi mới nhờ những cái người điêu khắc ở tại Thái Lan hay là Mã Lai gì lâu quá rồi hiện cũng không quên là khắc được cái tượng Phật Ngọc đi chu du khắp nơi trên thế giới rồi cuối cùng là về tại cái vùng Melbourne này ở vĩnh viễn luôn là ngự vĩnh viễn luôn. Có một lần ở chùa Minh Quang ở khắp ra mình cũng có trưng bày đó. Trong tôn giáo của đạo Phật là vị Bồ Tát Quan Âm là cái người gần gũi với Phật tử nhất. Chúng ta những người Phật tử thường thường có khổ nạn hay là có trắc trở về cái vấn đề gì thì hay thường lại Quan Âm. Thành thử ra nhiều ngôi chùa hay để tượng Quan Âm ở phía trước. Cái chùa nằm ở trên cái đồi nha các bạn, đây nè. Mình nhìn xuống dưới phía dưới nè. Ờ, cưng không? Tướng hộ ngộn nha. Alo, A Di Đà Phật. Cưng không? Alo hai anh, mình đang xây dựng thêm gì vậy hai anh? Dạ, xây dựng mấy cái máy che. Máy che cho mát rồi ha. Dạ. Nếu mà tám thứ thì lỡ có mưa thì Phật tử ở góc này họ có chỗ để họ trú. Trú ha. À. Yeah. Rồi mình làm ở đây là mình làm công quả hay là mình làm thợ không ạ? Công quả thôi ha. Dạ. Dạ. Tám thứ dựng. Dạ, cảm ơn ha. Ở đây làm được mấy cái máy như thế này khi có mưa đó là không có tạt. Đi vòng xuống Phật Di Lạc chút xíu đi. Ở vòng này Phật Di Lạc dưới đó, dưới đồi nữa. Đây, đây có tượng Phật nằm kia là Phật gì ta? Tượng tự gì ta? Phật tỏa ngồi. Niết Bàn. Này là... cái hình của Đức Phật nhập Niết Bàn. Đạt Ma. Luôn ha. Có biết còn nhớ năm vị này là ai không? Đây là năm anh em của Kiều Trần Như khi mà Đức Phật kết nạp họ làm đệ tử. Quý cô bác chị Phật tử khi đến viếng cảnh chùa đó thì vào có 12 giờ trưa là tới ăn cơm trưa đó thì mọi người cùng nhận cái phần cơm để mà ăn thử những cái ân lộc của Phật trời của bá tánh. Đây lính của mình xếp hàng. Vô xếp hàng đi. Mình cũng vô hoan hỷ mà cọ. Được rồi, đứng sau đi. Có A Di Đà Phật. Hello con. A Di Đà Phật. Giỏi quá. Yeah, có cơm mì nữa. Cho con ba đĩa đi. Dạ, một thôi ăn mì đi hả? Một cái gỏi chung hả chị? À, gỏi chung hả? Chút xíu cơm đây, chút xíu mì. Dạ cảm ơn. Chút xíu cơm đây. Đây, chút xíu cơm đây. Đây. Anh gái cân. Dạ anh thích thôi. À cảm ơn. Còn đây có canh nè. Có ăn rau không? Dạ, sáng chiều ăn rau không? Bỏ giờ không? Đây, mình lẫm cái phần cơm mà nào giờ mình đi kiếm chỗ mình ngồi. Quang. Cái chỗ rồi ha. Mình có ghế ở đây đi, mình vô đây nha. Trời ơi, ngồi đi. Đĩa gì hết rồi.
Được mía mà. Tài nhảy qua đây cho trăm ngò đó đi. Nước mía còn nước mía quanh à? Rồi rồi. Đây. Mời đại gia đình dùng cơm trưa tại ngôi chùa Quang Minh nha. Đó, cô ăn ăn chứ không mời gia đình nào hết luôn nữa. Tự nhiên đi. Cái này không phải là bà con đồng hương Việt Nam không nha các bạn. Có những người Úc vô họ ăn nữa. Họ thấy cái cách mà thân thiện á cũng ăn. Nói chung là cứ mỗi Chủ nhật nha. Thì ngoài cái chuyện chùa là bán những đồ ăn như là phở, bún riêu, bún hẹo nọ. Xong rồi thì có cái cơm chay này từ thiện, tức là cho tất cả bá tánh là vào là ăn mà free. Cô này lớn lắm, còn nhiều cảnh đẹp lắm. Tiếp tục tại vì ở đây trên cái đồi xuống thung lũng nữa, dưới chùa là xong xong nghe là hưởng. Ủa hình như có bán phở rồi hả anh Tài bên đó? À bên kia phở, có bán phở nữa. Phở 10 đồng tô. Phải phở 10 đồng tô. Ngày nãy mình vô mình ăn cơm cho nên mình không có ăn cơm, mua phở. À đúng rồi. Mời các bạn uống cà phê nha. Uống cà phê mời là Phú không cho mời. Đây cà phê. Mì cà phê có bún làm thơm ngon quá trời. Ở tại chùa Quang Minh. Ngon quá. Chùa ăn cơm con không? Cũng bây giờ đi hết nổi rồi. Phải công chùa ăn nhuyễn nhuyễn thôi, ăn là cứ mà đi hết nổi luôn mà. Cà phê sữa đá bên này bán phở luôn hả? Ở trong này có bán phở bán đồ luôn nha. Ai thích cái gì thì đây là phở sữa đá rồi nè. Đó. Sữa đá nãy mình mua rồi. Dạ. Bún rồi nữa. Rồi mấy cái món đồ đó là mình muốn ăn là mình phải mua. Qua là bán canh chua hả chị? Ở đây canh chua cũng mua luôn. Cái này là gian hàng bán để mình mua mình đem về. Qua đây coi cái có gì không? Có rau củ quả nè. Đây nè, bánh kẹp, xôi chè. Bên này cũng có nước nữa nè. Trời ơi, đồ ăn vặt. Đây, đồ ăn vặt ở đây bán ngon quá nè. Nhiều luôn. Sữa đậu lành. Bầu bí, đủ thứ hết. Chùa gì cũng bán. Bá gia bá tánh ai cần rau củ rồi, giống như ở đây giống như một cái chạy nhỏ nhỏ vậy anh ha. Cái này mình không hiểu, nhưng mà theo hiện đoán là có một số Phật tử đó họ có đồ đó rồi họ đem lên đây họ cúng dường, rồi ở đây mà chùa mới bán ra để mà làm kinh phí để mà có tịnh tài sinh hoạt thư viện. Ai muốn đọc sách thì vô đó. Đây là con đường này để dành cho ai mà ăn no đi xuống cồn. Hôm nay phải ông Quan Công không hả? Đó để kìa, để là lên kìa. Nhiều lắm nè. Chùa trên đỉnh đồi nó cao lớn quá không? Trời. Dưới đây là sao? Dưới xuống là ở đây thung lũng dưới kia kìa. Dưới nhà dân đi đó ha. Dưới kia là xong. Hồi xưa tôi với Ngoan á, tôi với Ngoan leo lên Phật nó đó. Có cái clip á. À cái tượng Phật Di Lặc này cũng giống như trên chùa Phước Huệ của Sydney á anh Tài ha. Ông chơi tượng trên chùa Phước Huệ vui hơn. À thì ý mình nói giống cũng giống giống vậy á. Cũng đẹp. Đây có cây lựu trái quá. Ủa đâu lũi đâu vậy? Đây có cây lựu trái ghê không? Cây lựu gốc này thôi mà trái. Bại đi, bại đi. Bại đi. Không có bại, mình còn lấy lựu ấy có đăng quang mình người. Người Phật tử thuận thành trung hiếu mà. Đi đâu xuống đó. Đâu vậy? Bại đi. Phải không? Ủa không có đường không ơi. Đâu có đường. Nói vậy mới bại. Đường đâu bên này nè, nãy mấy thứ nhỏ đi á.
cũng có đường xuống dưới nhưng mà đi đường khác. Đúng rồi, không phải đường này. Đấy nè, thấy không? Hồi nãy mình đứng ở phía trên chùa mình nhìn xuống rồi mình xuống một xe một bậc nữa mà mình vẫn còn cao nè. Ở dưới, xuống à. Dưới có dòng sông nha, có cái dòng sông chảy. À kìa bên kia kìa, đi qua bên kia đi xuống kìa. Ok xuống. Đi. Đây bây giờ mình xuống ở phía dưới mình quay lên mẹ cái cảnh trên chùa nè. Cái này mình chỉ xuống có một bậc thôi nha, còn xuống nữa. Xuống còn xa lắm tại vì đồi xuống dưới đó. Anh hiểu dài hơn đó coi có đường xuống á. Có đường có đi. Ở đây vòng vòng đây thầy trồng mấy cây đào rồi này kia này giờ có trái nè. Mai mốt có lớn lên hồng nó đỏ đẹp. Mấy người làm công quả trồng cái thầy nào trồng. Mấy người làm công quả trồng mà thầy hưởng. Đây, đây là lựu. Cái lũ nãy bạn Hiền nó vô la bậy bậy bậy. Bậu nói chứ quá, bậu không bẻ lũ hay đào. Chứ lũ đâu mà bậu bọc, đào nào bậu cầm tới. Đây có lũ có đào, thấy chưa? Tất cả bậc đá này là toàn công sức của người làm. Đây mình nhìn cái này mình nhớ hồi xưa bên Mi Đông á. Cái sân chim quạt đó mình cũng làm vậy nè. Chính xác. Đúng rồi, cái mình lấy đá gì mình tấn vậy nè, lấy chim quạt mình ốp vô. Mình đi lên đây mình nhớ hồi cái thời mình sân quạt cũng thành công. Dạ. Sở dĩ Hiển chia sẻ vậy là hồi xưa Hiển với Tài là bên trại tị nạn Bù La Mi Đông đó có cái đồi tôn giáo đó các bạn. Thì ai từng ở Mi Đông đều biết hồi khoảng năm 86 cho tới 90. Tại vì những cái sân đó lúc mà Hiển tới đảo năm 87 Hiển mới làm. Hiển 87 trở về qua bên Sang Gai rồi trở về là Hiển với anh em mới làm. Là lấy khiên đá dưới bãi biển lên chất giống vậy nè. Từ ở dưới lên cao vậy đó rồi chán xi măng ở trên làm thành cái sân sinh hoạt. Tôi nghĩ đất cái này hay là ở chùa nó có cái tâm linh sao nó hợp với lụ sao rồi hình hiểu lụ trái tốt ghê không. Đây cái tay thò rõ ràng bại đây cái này mới bại nè. Đẹp lắm đó, lụ mấu có lớn lên trái nó thấy quá chừng luôn ha. Lụ này mà tôi có cái giống nhà đó là lụ ở đây của anh Quang anh cho đẹp quá trời đẹp luôn á. Lụa cái lụ này loại là cái hộp nó đỏ đỏ ao luôn mà ngọt vô cùng. Đây cây ăn trái chưa, mấy cây nó xuyên rồi nè, cây ăn trái không nè. Đào ôi ôi đào nè, thấy không này được rồi nè, này ăn cũng được nè. Cái đó chắc lâm hả liền đâu đâu nó xuyên cái mặn á nó xuyên thì đó đùm đùm luôn nè các bạn nè, đào là ở đây nè. Đào nó thấy chưa, đào là ở đây nè. À, đây nè, đào vừa ra hoa gì đó. Ra trái mẹ rồi hoa gì nữa mà hoa. Cái này nó chín ăn cũng ngon, bây giờ đúng ăn vậy. Cũng chát thôi. Ây, bông nè, thấy chưa? Cũng đẹp bông nè, nếu mà đẹp chịu. Đẹp chứ ha, nó nhỏ mà đẹp nè. Cái này cái chanh hả, chiếc chanh hả ta? Chanh hả? Chanh mùa này, đó có trái chanh, cái tắc hay cái chanh, đó chứ chín chín nè. Tắc. Tắt và chiếc rồi nè. Đó. Đang chiếc hai nhánh nè. Đó tắt. Chiếc rồi nó lại chiếc. Trời ơi, xung quanh cây kiển ở chùa đẹp quá ha. Cây cảnh. Trời ơi, cái cây này trái còn dữ nữa nè. Cây trái dữ không? Trái con chùm thì dữ xương nha. Đó. Đó. Quá trời ha, trái. Trái không? Kiểu quá chùa thì không có xịt thuốc sâu rồi. Đó. Nha. Nhưng mà không có sâu. Quăng luôn đụng luôn đó. Anh mở anh coi mấy cây sắt này về làm nữ vàng được không? Tôi chở về làm vàng coi. Lên chùa rồi chở sắt về vàng. Nói ông ấy chở về là 4-5 cây mấy cây về làm vàng. Đúng rồi, giống như mấy cái này thường mình đi mấy người ta thô mấy cái xét người ta gỡ bỏ nó mình chinh cái này mình gác ở trên. Còn chôn ở dưới là cây phải cho nó khoảng một tấc. Đây, trời ơi, đẹp. Để xuống thung lũng nè, xuống đây đúng rồi, nó có cái nhà đẹp lắm. Đây bây giờ mình xuống phía dưới này mình quay. Wow đẹp ha, mát dễ sợ luôn nha. Vòng vòng ở đây cái khu này nó cây kiển được mà mát rượi. À phía dưới đó có một cái ấy để mình đi xuống mình nhìn cái dòng suối á hả. Xuống dưới có hồ bơi cỏ đồ tắm luôn à. Quay mà quay kiển cảnh là đẹp đó, vô chân nè đó. À, đó thọ chụp hình. Chụp kỹ mới gọi là hết mình về nghề gì nghệ thuật. Cho cái hình này nó lên YouTube là người ta kiếm ông đó. Rồi còn xuống một rắc nữa kìa, xuống cái đó là thấy suối luôn.
đó. Trời ơi, lớn tới kia nè. Cái chùa này nó có cái đặc điểm gì nè, nó là ráp danh ở ranh giới giữa ba cái cao sồ à. Thành ra ba cao sồ đều dành nhau về cái quyền lợi về mặt tinh thần cho cái chùa này hết á. À, ba cao sồ, cho nên khi những ngày lễ ngày lọc á là ba thằng thị trưởng cùng lên phát biểu. Cái cây xương rồng mà nó ra bông nè, thấy lạ ghê chưa. Nó là chim đá phía ngoài nè. Làm sao hồi nãy ngã mà người ta. Cái này nè, ta chim cũng đá vô đây nè. Ghế đẩy đó, kiếm cũng đá vừa vừa chim vô được rồi. Đây coi hai ông già, coi hai ông già. Thấy cái ghế bị ngã đổ về làm nè. Đúng ra phải kéo bên trong cái cục đá để trong này, nhưng kính nó không có cái chim được, cho vô một xíu. Chứ để nó ta ngồi nó té chết. À, đúng rồi, xích vô vậy thấy hay hơn á. Yeah, yeah. Tao ngồi nó thử coi. Để nó chắc chắn xíu nữa đó. Chưa, cũng như đá mỏng nữa. Đá mỏng chim vô nữa. Mình làm xong mình ngồi thử an toàn rồi nè, để cho người ta ngồi nha. Vậy rồi, thôi, yếm rồi. Cái này có bông đẹp lắm. Trắng. Bông mỏng trắng đẹp lắm á. Đó thì anh đi mà đi kiểu anh băng xuyên đường, anh mở đường đi á. Mở đường đại đi á. Đây, nó có con đường đi xuống dưới nữa nè. Ừ, thôi tới lên mé dưới suối luôn. Ừ. Đó, bây giờ mình đi trở lên. Tản xuống dưới là con đẹp quá. Chuyển chùa. Lúc trước mình có tới đây một lần mình chơi mà không có đi sống xuống mấy cái dốc này cho nên không có biết. Này là cái sau hậu viện đó. Dạ, đấy. Phía sau chùa. Trước chùa sao chùa gì mà đại khái. Đây, ở phía này có mấy cái cảnh, mấy cái xương rồng rồi nè. Ừ. Đẹp ghê luôn. Cũng vậy thôi, cũng đi qua đường hướng bên này. À, đi ra ngoài thì nắng nóng, còn đi vô cái bóng cây cái bắt rươi luôn. Wow, ngồi ghế này có sao không ta? Không, không sao. Đó, giống cái ghế hồi nãy mình sửa. Ừ. Ông bà của bác. Với ông với bà. Để cho anh nói. Đại vui vui đại ông. Ngài nói đi, nói chú đi. Tôi thuộc lòng. Đi qua nay là thuộc lòng câu đó. Thưa ông bà của bác là chứ em thuộc lòng của nó. Nó thật sự là nó thuộc lòng của nó. Quên lẹ không? Ông thuộc lòng. À, quý vị các bạn thân mến thì sau lưng Hiển là cái khung cảnh của chùa Quang Vinh ở tại Melbourne, Victoria. Hiển muốn ghi những cái hình ảnh ở tại nơi chốn thiêng liêng để cho quý bà con cô bác lớn tuổi không có điều kiện hoặc không có dịp để ra ngoài thì cũng có những giây phút thư giãn ở tại cái ngôi nhà của mình mà hiểu được nơi xa xôi nào đó ở nước Úc, nước Mỹ hay là nước Anh, nước Ý, đại khái có những người Việt xa quê làm YouTube giống như Hiển rồi chia sẻ những hình ảnh để mà cho bà con mình xem giải trí vậy nha. Bây giờ clip đến đây Hiển với Tài và hai bạn nữ xin phép kết thúc clip. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở cười, mở cười lắm rồi.